Chào các bạn, hôm nay mình sẽ có một bài test thật là thú vị dành cho các bạn. Ghép âm ly đèn ông 880D với một cặp loa high-end đến từ thương hiệu BMW, model 802 series 80. Thì có khá là nhiều bạn rất là băn khoăn về những dòng loa BMW. Nó thật sự rất là khó ghép âm ly, không phải là khó nhưng mà nhiều bạn cứ ghép không đúng. Nếu chúng ta chơi nhiều BMW mà chúng ta chơi với Pioneer, chúng ta chơi Sansui thì những dòng ấy thì không hợp, nó khó là ghép. Nhưng mà khi ghép với Denon thì cũng khá là nhiều dòng nó hợp với BMW. Và hôm nay mình có một phát hiện thú vị là ghép với 880D, một dòng âm ly tầm trung. So với thời điểm ra mắt thì 880D chỉ là một phần rất là nhỏ, một cái giá trị tiền của nó rất là nhỏ so với dòng BMW 802 series 80. Một dòng thì có mức giá Denon lúc thời điểm ra mắt chỉ có mức giá khoảng 90.000 yên. Còn đôi loa này thì giá đô la thì là gần 5.000 đô. 90.000 yên thời điểm năm 1900 khoảng năm 89-90 thì nó chỉ khoảng dao động khoảng 600-700 đô thôi. Nó chỉ bằng khoảng chưa bằng 1/7 so với cái đôi loa này. Thì BMW 802 series 80, nếu mà fan của BMW thì không xa lạ gì nữa. Những series 802 là những đôi loa mơ ước của những người chơi âm thanh, của những giới mộ điệu. Series 802 có rất là nhiều series như 802 Nautilus, 802 Diamond, 802 D3. Đó là toàn là những dòng không có giá dưới 200 triệu. Thì cái series đầu tiên của nó là series 80. Đây là series đã tạo nên tên tuổi của hãng lên, đã đưa hãng lên tên tuổi một tầm cao mới. Nó chính nhờ sự thành công này mà hãng mới ra những cái dòng 802 series Diamond, 802 Nautilus, 802 D3. Thì nên chắc chắn dòng này là một dòng rất là hay, rất là chất âm, rất là xuất sắc. Và nếu mà chúng ta có những dòng bao rề high end thì chúng ta ghép thì chất âm nó sẽ rất là tốt. Và chắc chắn trong những video tiếp thì mình sẽ săn tìm một cái bộ nào thật là chuẩn để chúng ta, các bạn nghe cho nó thật là hợp lý. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ ghép với âm ly Denon 880D, các bạn nghe thử. Nói thêm một chút về âm ly Denon 880D, đây là một dòng âm ly như mình đã nói, đây là dòng tầm cao cấp, không phải là high end nhưng mà là dòng cao cấp của Denon. Nó có thiết kế khá là hay, với cái ngoài chức năng chơi âm thanh analog thì nó có chức năng hỗ trợ chơi giải mã DAC. Chúng ta có thể kết hợp từ tín hiệu cáp quang, tín hiệu coaxial bên ngoài vào để chơi các cái nguồn nhạc bên ngoài, giải mã lại qua cái con DAC tích hợp bên trong âm ly. Thì 880D nó có các cổng vào của coaxial đồng trục hoặc là optical cáp quang. Thì các bạn có thể chơi, nếu các bạn nào thích chơi những cái nhạc trên mạng. Cá nhân mình thì nếu như chơi trên mạng thì mình chơi qua cáp quang thì chúng mình lại thích chơi bằng cái nguồn nhạc tự cứng hơn, tại vì nguồn nhạc tự cứng nó không có nén và đó là nguồn nhạc chuẩn lossless thì chúng ta nghe nó tốt hơn. Rồi bây giờ cùng nhau thưởng thức chất âm của bộ đôi này nhé, và nhớ bấm nút like, chia sẻ và đừng quên đăng ký để nhận được những video mới nhất đến từ Nguyên Hùng Audio. Ta tiễn em về đi với người, về nơi ấy mai này còn nhớ ta không? Em bước đi, ta ngồi cùng với gió trăng. Trong gió mưa xa, mắt em
dòng ngân lệ rơi. Khi bóng em về xa cuối trời, hơi theo cơn gió mưa về xóa chiếc hôn xưa. Ta suốt đêm ngơ dại giống rũi lang thang, ngồi thân ra rét tìm em trong giấc mộng. Dấu trong giấc bút là tim em ngọn lửa, dấu trong thân tôi là chất ngất mỏi mòn. Về đâu em hỡi, dù biết cách xa đớn đau, và xin em nhớ rằng có ta luôn đợi mong. Và xin em nhớ nửa trái tim ta còn yêu người. Trong gió mưa xa, mắt em rộng ngân lệ rơi. Khi bóng em về xa cuối trời, gửi theo con gió mưa về xóa chiếc hôn xưa. Ta suốt đêm ngơ dại giống rũi lang thang, vùi thân ra rét tìm em trong giấc mộng. Dấu trong giấc bút là tim em ngọn lửa, dấu trong thân tôi là chất ngất mỏi mòn. Về đâu em ơi, dù biết cách xa là đớn đau, và xin em nhớ rằng có ta đợi mong. Và xin em nhớ nửa trái tim ta còn yêu người. Dấu trong giá bút là tim em ngọn lửa, dấu trong thân tôi là chất ngất mỏi mòn. Về đâu em ơi, dù biết cách xa là đơn, xin em nhớ rằng có ta luôn đợi mong. Và xin em nhớ nửa trái tim ta còn yêu người. Và xin em nhớ nửa trái tim ta còn yêu. Series 80 ghép với âm ly đàn ông 880D. Âm ly có mức giá là 10 triệu rưỡi và cặp loa là 42 triệu. Thì đây là một mức lựa chọn khá là hợp lý nếu các bạn mà muốn sắm cặp loa mà chúng ta chưa có điều kiện để sắm một cái âm ly cao cấp, nên có thể chơi luôn con đàn ông này. Bạn nào có nhu cầu sở hữu cặp đôi hoặc là sở hữu mỗi món thì có thể liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên. Và đừng quên bấm nút like và chia sẻ để
cho mọi người cùng xem video này và đăng ký. Nếu các bạn chưa bấm đăng ký thì để nhận được những thông báo, những video thật là bổ ích đến từ Nguyễn Hùng Audio. Thân ái chào tạm biệt.